Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, lộc trời ban xuống, phát tài cực mạnh, giàu có nổi danh thiên hạ, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, trong cuộc sống này có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có. Họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời. Họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình, đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau. Có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất, giúp họ đổi đời một cách không ngờ, và đặc biệt là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ bước vào một thời điểm vàng vô cùng may mắn. Thời điểm vàng này không chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà là cơ hội vàng để bạn đón nhận những điều tốt lành, may mắn và tài lộc dồi dào. Đây là thời điểm mà mọi việc bạn làm đều sẽ thuận lợi hơn, những cơ hội kiếm tiền thăng tiến trong công việc sẽ đến nhiều hơn và cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, sung túc hơn. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả khám phá chi tiết về thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi. Điều gì khiến thời điểm này trở nên đặc biệt? Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất của tháng, và làm thế nào để tận dụng tối đa vận may này để thay đổi cuộc sống của mình? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của thời điểm vàng này. Để hiểu rõ hơn về những gì đang chờ đợi bạn từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, chúng tôi tin rằng với những thông tin và lời khuyên quý báu trong video này, quý bản mệnh sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai và sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá thời điểm vàng của tuổi Tân Hợi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch ngay bây giờ. Theo quan niệm của người xưa, trong thời điểm này cũng có thể được gọi là thời điểm thường gặp nhiều xui xẻo hơn cả. Với những ai làm điều chưa tốt sẽ bị ma quỷ đến để đòi nợ, dẫn đến làm ăn thất bát, thua thiệt đủ điều, nặng hơn là tán gia bại sản. Thậm chí còn có những người bị ảnh hưởng ít nhiều đến cả tính mạng. Bởi vậy, đây là tháng mà được rất nhiều người dân lưu tâm kiêng kỵ cẩn trọng trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin được giới thiệu tới quý khán giả ba cách hóa giải vận xui từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Nếu bản mệnh biết mà nắm bắt kịp thời, đảm bảo tránh được mọi họa hại, tai ương, đếm tiền mỏi tay, lộc rơi đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, may mắn giàu to. Vậy chi tiết vận trình của con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý khán giả nhé! Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có bản tính lương thiện và khoan dung. Họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Tân Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Tân Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Tân Hợi lại càng thú vị. Họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức, mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Tân Hợi cũng rất yêu gia đình. Họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm, tính cách này lại khiến nhiều Tân Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên,
Tân Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là Tân Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Tân Hợi gặp được tài vận tốt đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, mà năng lực lãnh đạo của Tân Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Tân Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Tân Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Tân Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Tân Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Tân Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ, không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh sinh năm 1971 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa giữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính, để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Về phương tiện tình cảm thì nam mệnh Tân Hợi, bạn thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để vun đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên, trong tình cảm bản thân nên có chứng kiến để về lâu về dài, xây dựng được mối quan hệ bền vững và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Tân Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ. Đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Tân Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị. Nữ mệnh Tân Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản, nên hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói. Họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc. Vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Tân Hợi chứng kiến những biến động tích cực hơn so với tháng trước. Tuy vẫn còn những thách thức trong sự nghiệp đang đợi họ, nhưng về mặt tình cảm trong thời điểm này mang đến cho tuổi Tân Hợi một cơn gió dượng dận đầy hứng khởi. Đặc biệt, nữ mệnh Tân Hợi độc thân có cơ hội thu hút những đối tượng đầy tiềm năng, được khám phá nhờ vào bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý sâu sắc của họ. Các quý anh tuổi Tân Hợi cũng may mắn gặp được người phù hợp với mình, vì vậy, đừng ngần ngại, hãy tỏ ra chủ động và tận dụng cơ hội này để theo đuổi mối quan hệ một cách khéo léo, nhằm chinh phục trái tim của người đối diện. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Hợi có thể gặp phải những sai lầm nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những hành động này có thể khiến cấp trên mất niềm tin và không hài lòng. Để phát triển hơn trong tương lai, họ cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc và tập trung vào công việc một cách chân thành và kiên định. Nhìn nhận từ góc độ nhân sinh thì trong thời điểm này là cơ hội để người tuổi Tân Hợi hiểu rõ hơn về bản thân qua các mối quan hệ và trải nghiệm.
từ đó rèn luyện bản lĩnh và phát triển một cách toàn diện hơn. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đối với nam mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, dường như tuổi Tân Hợi đã dốc hết lòng vào công việc, nhưng kết quả không như mong đợi. Sự sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ là quan trọng, nhưng đôi khi không được đánh giá cao. Trong thời điểm này, tuổi Tân Hợi cần chú ý tránh những sai lầm nhỏ do sự lơ là. Quan trọng hơn, khi phát hiện lỗi, họ cần sửa chữa ngay mà không phí thời gian vào tranh cãi vô bổ. Thay vì đổ lỗi hoặc tìm ai đúng ai sai, hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và nhiệm vụ. Lúc này không phải là thời điểm để cố gắng tạo ấn tượng với người khác, chỉ cần tập trung vào công việc và nếu cần thì nên tìm sự giúp đỡ mà không ngần ngại thừa nhận những điểm yếu của mình. Trong thời điểm này, tuổi Tân Hợi nên tập trung vào công việc và tránh sai lầm, vì sửa chữa sau khi gặp lỗi sẽ tốn nhiều thời gian hơn và không tốt cho uy tín công việc. Đồng thời, bạn cần tuân thủ thời hạn và tránh làm trễ dự án, vì sự đáng tin cậy là yếu tố quyết định đến thành công. Tất cả mọi người đều gặp phải áp lực về thời gian trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Để xây dựng uy tín và sự đáng tin cậy, việc tuân thủ thời hạn là rất quan trọng. Dưới đây là một số cách để thực hiện điều này. Một là lập kế hoạch cụ thể. Tân Hợi hãy bắt đầu bằng việc lập kế hoạch chi tiết cho mỗi dự án hoặc nhiệm vụ, xác định các bước cần thực hiện và thiết lập các mốc thời gian cụ thể để đảm bảo tiến độ công việc được duy trì. Hai là ưu tiên công việc. Tân Hợi hãy xác định công việc quan trọng nhất và ưu tiên chúng để hoàn thành trước. Điều này giúp tránh bị quá tải và đảm bảo rằng các nhiệm vụ quan trọng không bị trễ hạn. Ba là sử dụng công cụ quản lý thời gian. Sử dụng các công cụ như lịch và bảng ghi chú để theo dõi và nhắc nhở về các nhiệm vụ cần hoàn thành. 4 là dành thời gian đủ cho mỗi nhiệm vụ, đảm bảo dành đủ thời gian cho mỗi công việc mà không cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc. Việc làm này giúp tránh sai sót và đảm bảo chất lượng công việc. 5 là tương tác và giao tiếp. Nếu cần phải điều chỉnh thời hạn hoặc xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, hãy thông báo kịp thời cho những người có liên quan. Sự tương tác và giao tiếp mở cửa giữa các bên sẽ giúp giảm bớt sự căng thẳng và tạo ra sự hiểu biết chung về các thay đổi trong kế hoạch. 6 là học cách từ chối. Nếu bạn đã quá tải hoặc không thể hoàn thành công việc trong thời hạn, hãy học cách từ chối một số yêu cầu mới và yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết. Bằng cách tuân thủ thời hạn và hoàn thành công việc đúng hẹn, bạn không chỉ xây dựng được sự đáng tin cậy mà còn tăng cường uy tín và hiệu suất làm việc của bản thân. Nhận thức được rằng sự chấp nhận trách nhiệm và sửa sai là cách để trưởng thành và phát triển, Tân Hợi sẽ học được bài học quý giá từ những thất bại và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Điều này giúp họ không chỉ trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn xây dựng được một cộng đồng chắc chắn và đáng tin cậy xung quanh họ. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tân Hợi lúc này dường như ổn định và trầm lắng, không có dấu hiệu của nguồn thu lớn nào và cũng không có sự tiêu pha quá mức. Nếu có mong muốn mua một món đồ nào ngoài dự tính, bạn cũng nên kiềm chế lại để thời gian xem xét mới quyết định, để xem đó có phải là món đồ đáng mua hay không. Nhìn chung, Tân Hợi vẫn có thể kiểm soát được tình hình tài chính của mình mà không phải lo lắng quá nhiều. Vì bạn có ý thức cao về việc tiết kiệm trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, bạn có khả năng dự đoán được những khó khăn trong thời gian tới, nên không dám tiêu pha hoang phí. Thời gian phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống cũng là cơ hội để bạn nhìn lại những quyết định sai lầm về tiền bạc trước đây. Đừng bướng bỉnh và cố chấp, hãy dành thời gian để tĩnh lặng và xem xét những điểm yếu của bản thân cần cải thiện. Việc này sẽ giúp bạn thấy rõ ràng hơn về mình và tạo ra cơ hội để thay đổi tích cực từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Mặc dù bạn không có nhiều tiền để giúp đỡ nhiều người, nhưng nếu có thể, hãy hỗ trợ họ trong khả năng của bạn. Một khoản nhỏ có thể là điều ý nghĩa và mang lại niềm vui lớn cho người nhận. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, nhất bạch gặp thất xích là sinh nhật, mang lại tín hiệu đào hoa rất tốt cho những nữ giới Tân Hợi đang độc thân. Có thể bạn có cơ hội trò chuyện với người tâm đầu ý hợp, mang lại cho bạn niềm vui và hy vọng mới. Tuy nhiên, việc này không hề tốt cho những ai đang có gia đình, dễ có xuất hiện của người thứ ba, gây ngăn trở tình cảm vợ chồng. Người ta thường nói im lặng là vàng.
Nhưng đó cũng chính là một thứ vũ khí có thể hủy hoại nhiều mối quan hệ của bạn đấy. Tân Hợi có thể nhân cơ hội này để chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với một nửa của mình. Những tâm tư, suy nghĩ mà bạn giữ kín bấy lâu nay, nếu ai đó nói với bạn rằng họ đang thay đổi, nhưng hình như bạn không tin họ cho lắm. Tại sao không thử nhẫn nại với họ nhỉ? Có thể những thay đổi ấy chưa lập tức được thể hiện rõ ràng thì sao? Bình tĩnh chờ đợi thêm xem sao nhé. Ngoài ra, bạn nên biết lắng nghe, thấu hiểu đối phương muốn gửi gắm điều gì, từ đó tự hỏi bản thân, nếu mình là người ấy, mình có thể hành xử như vậy không? Nếu hiểu và trả lời được các câu hỏi tại sao, hãy cảm thông nếu có thể. Trong tình yêu, việc lắng nghe để cảm thông và thấu hiểu hết sức quan trọng, nó cho thấy bạn quan tâm đến đối phương nhiều như thế nào. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là người tuổi Tân Hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe. Bạn hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống, đừng quên chia sẻ với những người đáng tin cậy xung quanh mình. Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong thời điểm này, thời tiết thay đổi rất khó chịu, bệnh giặc khó tránh, nhất là đây cũng là lúc giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như Tân Hợi không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng chớ nên quá sốt ruột, bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Bạn chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, bình tĩnh chữa trị thì ắt sẽ thấy khỏe mạnh hơn. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, xem xét các yếu tố tác động vận số lưu niên cho thấy tuổi Tân Hợi nữ mệnh sẽ có một từ nay đến rằm tháng 7 trung bình, tốt xấu đan xen. Duy trì mọi thứ bình ổn như hiện tại cũng là may mắn rồi. Hầu hết các phương diện cuộc sống duy trì như cũ, chưa có điểm đột phá, nhưng cũng không quá khó khăn. Công việc làm ăn y án như cũ. Có thời điểm hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp khó khăn trở ngại. Tiền bạc cũng vì thế mà hao tổn không ít. Có khả năng từ từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, quý bạn sẽ phải trải qua nhiều sự thay đổi trong công việc. Cảm giác bỡ ngỡ lúc này là không thể tránh khỏi. Song bạn đừng vì thế mà nghĩ đến việc từ bỏ. Chỉ cần bạn chăm chỉ cố gắng thích nghi thì đâu sẽ có đó. Thậm chí bạn còn gặt hái được một thành tựu nho nhỏ nào đó. Tình hình tài chính có thể sẽ chưa thể đạt được bước đột phá như mong muốn. Song bản mệnh đừng quá sốt ruột. Hãy tập trung cho các công việc, thế mạnh của mình. Bạn có thể tìm được thị trường ngách và kiếm lời từ đó. Ngoài ra, đừng lơ là trước sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cần liên tục đổi mới bản thân để thu hút lượng khách hàng mới. Nếu không, dễ trở thành người tụt hậu. Có điều, tháng tương xung này có điềm thị phi, nóng nảy mồm miệng mà gây ra tranh chấp, kiện cáo, hao tốn không ít tiền của. Xét về sức khỏe, về cơ bản không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cần đi đứng thận trọng, phòng tránh tai nạn bất ngờ. Trong gia đình, vợ chồng bạn đã dần biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ nhanh chóng. Dù bận rộn nhưng hai người đều cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên nhau, cũng như ở bên con cái nhiều hơn, giúp tình cảm gia đình thêm phần gắn kết. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 và cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Thách thức xuất hiện trong những ngày này cũng chính là thời điểm để người tuổi Tân Hợi vươn lên khẳng định bản thân. Vì vậy khi khó khăn xuất hiện, bạn đừng quá chán nản. Hãy học cách nhìn vào mặt tích cực của vấn đề để phấn đấu không ngừng. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ nhất vào thời điểm ngày giữa. Vì vậy, nếu có ý định đầu tư hoặc mở rộng quy mô làm ăn, thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay lúc này. Chắc chắn công việc bạn làm sẽ đem lại những kết quả tích cực. Sao dịch mã chiếu mệnh cũng là dấu hiệu chứng tỏ thời điểm này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển khá lạc quan. Vợ chồng bạn đã hóa giải được những hiểu lầm trước đó và lại gắn bó như xưa. Trải qua sóng gió, hai người cũng thêm yêu thương và trân trọng nhau. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và Dần. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 27,
96, 58. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Dù có được lãnh đạo ưu ái đi nữa, người tuổi Tân Hợi cũng cần chú ý cách cư xử của mình, chớ nên kiêu căng hoặc làm việc vô tổ chức. Sống trong tập thể được cấp trên ưu ái là chưa đủ, bạn còn được đồng nghiệp xung quanh yêu mến công nhận. Người làm kinh tế cần tiếp tục nỗ lực trong thời điểm này, nếu muốn kiếm tiền về đầy túi. Những kế hoạch của bạn vẫn còn đang ở bước khởi đầu, vì thế phải hết sức tập trung, chớ nên mất kiên nhẫn nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác hoặc du lịch. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Chuyện tình cảm cũng chưa có nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn thích cuộc sống độc thân hơn là dành thời gian cho một người nào đó. Chính vì vậy mà dù được người làm quen, bạn vẫn tỏ thái độ khá dửng dưng. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Con số may mắn: 12, 45, 09. Tử vi cảnh báo đến bản mệnh tuổi Tân Hợi về ba hiểm họa cần tránh từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch và cách hóa giải. Một là căng thẳng, áp lực công việc. Thời gian này có thể mang lại nhiều áp lực và căng thẳng đối với tuổi Tân Hợi, đặc biệt là trong môi trường làm việc. Để hóa giải hiểm họa này, hãy tập trung vào việc quản lý stress bằng cách thực hành các phương pháp giảm stress như thiền, yoga hoặc tập thể dục. Đồng thời quan trọng là tạo ra thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhớ rằng trong mọi tình huống khó khăn, sự tỉnh táo, kiên nhẫn và sự linh hoạt trong cách tiếp cận vấn đề sẽ giúp tuổi Tân Hợi vượt qua mọi thách thức một cách thành công. Hai là xung đột quan hệ. Trong thời điểm này, có khả năng mâu thuẫn và xung đột có thể nảy sinh trong các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi, đặc biệt là với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Để hóa giải tình huống này, hãy tôn trọng ý kiến của người khác, lắng nghe và thấu hiểu họ, tránh mâu thuẫn không cần thiết và tìm cách giải quyết mọi mâu thuẫn một cách hòa bình. Ba là xuất hiện rủi ro tài chính. Trong thời điểm này, tuổi Tân Hợi có thể gặp phải những rủi ro liên quan đến tài chính như mất mát hoặc khó khăn về tiền bạc. Để hóa giải hiểm họa này, hãy tập trung vào quản lý tài chính một cách cẩn thận hơn, lập kế hoạch ngân sách cụ thể, hạn chế chi tiêu không cần thiết và đầu tư vào những khoản có lợi nhuận ổn định. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà,
không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.